Trong tập trước, Thạch Hạo quay trở lại tìm tổ phụ của mình. Sau khi gặp lại, cả hai ông cháu đều hết sức xúc động. Sau đó, Thạch Hạo tạm chia tay ông nội của mình để đi đến tranh tài tại trận đại chiến Thờ Di Thao Dần Châu. Trước khi đi, hắn cũng không quên trở lại thăm Đà Thần Thạch cùng Hoàng Điệp, mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Thạch Hạo rời đi, hắn mượn truyền tống trận loại lớn hướng về Ngũ Hành Châu. Hai bên đường đá cổ mộc xanh đây là một thị trấn nhỏ lại có không ít cổ thụ. Thạch Hạo nghỉ chân chỗ này chốc lát, xác định phương hướng rồi bay về dãy núi cách đó không xa, hạ xuống một ngọn núi thấp. Xoẹt, một vệt cầu vồng nhanh đến cực hạn hướng về sau đầu Thạch Hạo đập tới. Ngọn núi này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn đi ngang qua thì đưa tiền mãi lộ. Về cầu vồng kia gào hét quái dị, Thạch Hạo không chút biến sắc, lấy lò luyện đan, mở nắp lò ra, thu về vệt cầu vồng này. Nhóc con, người ý đồ quá xấu mà, lại dùng nguyền rủa của mộ tiên đối phó ta. Chính là Đà Thần Thạch, xoạt, nó hạ xuống, xuất hiện bên cạnh Thạch Hạo, sau đó Hoàng Điệp cũng xuất hiện, như một sợi kim tuyến vắt ngang trời quấn lên trên mái tóc Thạch Hạo. Nhóc con, người biến mất lâu như vậy, nghe nói có quan hệ lãng mạn gì đấy với một cô gái, rồi đồng hành mấy trăm dặm đường, kết quả để người ta bắt đi ở rể, suýt chút nữa thì bị giết chết hả? Đà Thần Thạch cười to, dáng vẻ muốn ăn đòn, thứ khốn kiếp, vừa mới gặp ngươi liền sát muối vào nỗi đau của ta à? Thạch Hạo nắm lấy nó, tay phải phát sáng siết mạnh, a. Buông tay mau, cái tay khốn nạn của ngươi sao cứng thế chứ? Đà Thần Thạch kêu quái dị, đương nhiên là có chút khuếch đại, pháp lực của nó không bao nhiêu nhưng chất liệu là cao nhất, cực kỳ chắc chắn. Thạch Hạo tát một cái đập bay ra xa, nói, đừng đánh trống lảng, tao vừa mới tới mà chưa gì đã muốn gây sự rồi, chắc chắn mày đã gây rắc rối rồi phải không? Nói đi, bạc đâu rồi? Bạc chính là ngân hoàng ngủ say kia, đến bây giờ Thạch Hạo có thể xác định tuyệt đối là cô gái tóc bạc kia, tiên sư nó, con chim chết tiệt này là đời sau của Phong Hoàng. Chuẩn bị phản tổ hóa thành một con ngân hoàng, sau khi thương thế lành lại thì tắm qua lửa thần để tỉnh lại cho nên càng mạnh mẽ hơn. Tức chết ta mà, tên nhóc ngươi cười cái gì hả? Ngươi cắt trụi lông bà của người ta, cắt đến nham nhở tựa như một con bồ câu, kết quả nàng lại chút giận lên đầu ta. Lửa phượng hoàng kia quả thực khiến người ta không chịu nổi, con mẹ nó, ta quá xui xẻo mà. Đà Thần Thạch tức giận giơ chân chửi rủa liên tục, lần này vừa ăn quả đắng lại vừa mất mặt nên khiến nó vô cùng phiền muộn. Nếu không phải nhanh chóng trốn được suýt chút nữa thì bị bắt đi. Ngày đó Thạch Hạo vì sợ ngân hoàng bị người ta nhận ra nên đã tự tay hóa trang cho nàng, cắt tỉa bộ lông lóng lánh ánh bạc thành nham nhở, lúc đó suýt nữa khiến cô gái tóc bạc kia ngất đi. Sau khi thức tỉnh, không cần nghĩ cũng biết là tức đến phát điên. Tên chết tiệt, ta liều mạng với ngươi, là ngươi bất lương giày vò con nhóc đó, sao lại tính lên đầu ta? Đà Thần Thạch gào thét đánh tới, nhưng ngay lập tức ánh mắt của nó nhảy dựng, nước miếng ào ào tràn ra ngoài. Nhìn chăm chăm vào một khối kỳ thạch dâng trào ánh lành trong tay Thạch Hạo, thứ đó quá kỳ lạ, nhuộm sặc sỡ toàn bộ bầu trời, cực kỳ an lành thần thánh. Đây là... Nó điên cuồng nuốt nước miếng. Thiên mệnh thạch, Thạch Hạo ôn hòa nói, vung vẩy trong tay, gào gừ, đưa ta. Nó lập tức há mồm cắn tới. Xoẹt, Thạch Hạo lướt ngang tránh đi. Đại ca, dựa vào sự trung thành tuyệt đối của đệ, một đường không màng sống chết theo ca, nhất định phải cho đệ đó. Lời Đà Thần Thạch buồn nôn đến mức khiến người ta nổi da gà. Chuyện phiền phức mà ngân hoàng gây ra cho đệ không tính làm gì cả, lần sau mà gặp mặt thì cứ để đệ giải quyết cho. Không không, cô gái tóc bạc đẹp đến mức gây họa trần gian, lạnh lẽo đến cực điểm như thế thì phải do ca quyết định, phiền phức cứ để đệ gánh cho. Lại nói, ca đã cắt tỉa lông chim bạc, đã đụng chạm thân mật với nàng như vậy thì đệ bảo đảm sẽ nhiệt tình lưu truyền cho ca, để cho thiên hạ đều biết, khiến nàng chỉ có thể làm vợ ca mặt thôi. Nói nhăng nói cuội gì đấy hả, ít gây rắc rối cho tao đi. Thạch Hạo trừng mắt, tên khốn này rõ ràng là vừa lấy lòng lại vừa uy hiếp hắn. Thạch Hạo chẻ đôi thiên mệnh thạch, một nửa cho ông nội mình còn một nửa vốn là dự định đưa cho Đà Thần Thạch. Đại ca quá tốt rồi, đáng tiếc ta là đực, nếu không thì đã có thể lấy thân báo đáp. Đà Thần Thạch gào kêu quái dị rất vô liêm sỉ, rồi nuốt thiên mệnh thạch cái ực. Trong nháy mắt, cả người nó phát sáng, lúc thì đỏ đậm, lúc thì tím ngắt, lúc lại trắng nõn như ngọc, thay đổi liên tục vô cùng thần kỳ. Khà khà, tương lai không xa ta nhất định quật khởi, tiến hóa đến hoàn mỹ, sắp trở thành hòn đá đệ nhất thiên hạ. Tên nhóc ngươi mau mau nịnh nọt ta đi, sau này ta sẽ che chở ngươi. Sau khi nuốt vào thiên mệnh thạch, nó lại bắt đầu khoác lác. Cái tên láo cá này, qua cầu rút ván hả? Thạch Hạo trừng mắt, ta chịu nạn thay ngươi. Cô gái tóc bạc kia truy sát ta đến vạn dặm, suýt nữa thì đã hủy ta, đây là cái ta nên được, nó hùng hồn nói. Sau đó lớn tiếng tuyên bố, từ nay về sau ta muốn đổi tên thành Vận Mệnh Thạch. Thế nhưng rất nhanh ánh mắt nó lại nhảy dừng, tập trung vào bàn tay Thạch Hạo. Nơi đó lại xuất hiện một hòn đá, tự nhiên chất phác nhưng lại có một loại ý vị đại đạo. Đây là cái gì? Đà Thần Thạch run rẩy. Hỗn Nguyên Thạch. Thạch Hạo nhẹ nhàng nói, đại ca, người là anh cả của đệ, cho đệ đi, nhất định phải cho đệ.
Đả thần thạch lao tới, nước miếng đầm đìa, càng hóa thành một đôi tay bằng đá, ôm chặt bóp đuổi Thạch Hạo, chết cũng không buông. Thạch Hạo liếc xéo nó không thèm để ý, anh cả, chỉ cần ca dặn cái gì, đệ đảm bảo sẽ nhanh chóng hoàn thành. Nó thiếu chút là lăn lộn dưới đất, ôm chặt bóp đuổi Thạch Hạo, chết cũng không buông. Đại ca, đệ nguyện làm ấm giường. Cuối cùng nó nói ra một câu chết người không thường mạng như vậy. Cút, Thạch Hạo vung chân đá văng nó, cảm giác lông tơ toàn thân dựng cả lên, cầm lấy rồi im đi. Thạch Hạo thực sự chịu không nổi nó, ném cho nó một lúc mười mấy khối khiến đả thần thạch há hốc mồm, sau đó gào thét không ngừng. Anh cả, sau này cứ giao hết cho đệ. Nó rốt cuộc cũng không dám qua cầu rút ván, bởi vì cảm thấy trên người Thạch Hạo chắc chắn còn có hỗn nguyên thạch. Thạch Hạo bỏ mặc nó, nói với Hoàng Điệp, lần này không có lễ vật quý nào cho mày, nhưng sắp tiến vào tiên cổ rồi, nơi đó có các loại bảo dược như thiền thần quả, nhất định cho mày ăn no, nhanh chóng lột xác. Đi thôi, nên xuất phát rồi, giải thi đấu sắp bắt đầu. Thạch Hạo nói, đi đâu? Đả thần thạch dò hỏi, Tội Châu. Thạch Hạo nói, nghe nói đó là nơi tụ tập của những sinh linh tới từ hạ giới, hỏa tộc ở nơi đó có căn cơ, có thể hỏa linh nhi cũng ở đó. Mất mấy ngày, Thạch Hạo mượn mấy tòa truyền tống trận loại cực lớn, nhiều lần quay vòng, vượt qua mấy trăm châu cuối cùng cũng tới được vùng đất này. Linh khí thiếu hụt nghiêm trọng, chỗ này không thích hợp ở quá lâu. Có người cao mày nói, đừng ôm hy vọng gì, dù sao đây là Tội Châu, là nơi từng bị nguyền rủa, còn muốn nhìn thấy linh sơn tú thủy rộng lớn nữa hay sao? Có người nói, Thạch Hạo nghe vậy nhíu nhíu mày, hoàn cảnh sinh tồn của vùng đất này quả nhiên không tính là quá tốt. Sau đó không lâu hắn lại biết hỏa tộc ở châu này xem như là một thế lực rất lớn, là quốc gia cổ xưa, không thể khinh thường. Nhưng mà một tin tức khác lại khiến cho hắn run bần bật, từng có một thạch quốc, nhưng đã bị tiêu diệt từ xưa rồi. Thạch Hạo biến sắc, đây là tin tức vô cùng tồi tệ, nếu dự đoán không sai thì đây hẳn là tổ tiên thạch tộc bọn họ lập nên quốc gia cổ xưa này. Tại sao? Hắn hỏi thăm người khác, tội huyết hiện ra nên kinh động các nơi, bị trời xanh nguyền rủa, quốc gia cổ này tan thành mây khói. Có người đáp, làm sao có thể? Thạch Hạo tuyệt đối không tin lời nói này, suỵt, nhỏ giọng một chút, ngày xưa thạch tộc từ từ nổi lên, xuất hiện một vài nhân vật không tầm thường, có thể nói là kinh diễm. Có người nhìn thấy một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống rồi san bằng quốc gia cổ xưa này, chôn lớp tộc này. Một người thần bí cằn nhằn, Thạch Hạo đi xa, những tin tức này rất không tốt, khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Hỏi thăm một hồi hắn đến được vùng đất còn sót lại của thạch tộc. Cuối cùng, tại biên giới phế tích hắn tìm được một ngôi làng tàn tạ. Xem xét tỉ mỉ thì bất ngờ biết được đây được xem như là hậu duệ của thạch quốc. Khi một lần nữa tìm được một trại đá lụn bại thì Thạch Hạo bất ngờ nghe được từ miệng một ông lão hai mắt vẫn đục một chút tin tức kinh người. Tội tộc tuy nhiều thế nhưng cũng chưa chính chưa phụ. Từ xưa tới nay, tộc mang dòng máu tội lỗi sớm đã được xác định. Tổng cộng có 30 tộc giống như thạch tộc và hỏa tộc, đều bị xem là con cháu tội huyết. Đây là bí mật lớn nhất mà ông lão nói ra. Lúc nào cũng nói là tội huyết, chẳng lẽ lại có cách nào đó có thể tra xét được hay sao? Thạch Hạo hỏi, ông lão sâu lắng thở dài nói, quả thực là có thể dựa vào một ít thánh vật tra xét ra, khi kiểm tra thì trên trán loại người này sẽ xuất hiện từng điểm sáng, tội huyết mạnh mẽ thì ánh sáng ngưng tụ trên trán sẽ sáng như đuốc, mà người có huyết thống tội huyết nồng đậm thì thậm chí trên trán sẽ ngưng tụ thành hoa văn, trùng sáng chiếu thẳng lên không. Thạch Hạo nghe vậy thì khá là giật mình, ở đâu có thánh vật như vậy? Hắn hỏi, muốn tự mình đi kiểm chứng xem thử chuyện gì đã xảy ra. Cũng không thể coi là thánh vật, các tộc đều có. Sau khi thạch tộc bị diệt thì trước cổng hoàng đô của quốc gia cổ xưa này xuất hiện một tảng đá lớn, có thể kiểm tra và cũng chẳng có ai lấy đi cả. Ông lão nói, không lâu lắm Thạch Hạo lại tới khu phế tích này, quả nhiên nhìn thấy một tảng đá lớn rất không bình thường ngoài đô thành, phong cách cổ xưa tang thương, bên trên có nhiều vệt máu loang lỗ. Đây không phải là máu văng dính lên trên mà như là vết máu do trời sinh. Thạch Hạo ngờ vực đưa tay tới, dựa theo lời ông lão nói, hắn khẽ khống chế tinh lực. Sau đó lặng lặng chờ đợi, trong nháy mắt, huyết dịch trong cơ thể hắn sôi lên cứ như sét đang đánh, như sông lớn đang cuồn cuộn chảy, xương trán của hắn lập tức ngưng tụ ra một ký hiệu thần bí mà cổ xưa, cực kỳ rực rỡ. Đây không phải là một hoa văn như lời ông lão nói mà hóa thành một ký hiệu, như một dải ngân hà đang xoay tròn, phức tạp, kỳ lạ và thần bí tỏa ra ánh sáng, đồng thời tia sáng kia tăng lên dữ dội, tựa hồ sẽ không hề suy yếu, cuối cùng mang theo tiếng xoẹt vọt lên chiếu sáng cả trời xanh, xua tan đám mây. Trời ơi! Đó là cái gì vậy? Nơi xa có người kinh ngạc, nhìn bầu trời khó tin thốt, một luồng ánh sáng phá tan bầu trời, rọi sáng đến tận khu vực này, kỳ dị mà khó lường, vô cùng thần bí còn kèm theo một tia gợn sóng kỳ lạ. Đó là tội huyết ngưng tụ, còn đâm vào trong mây, trước nay chưa từng có. Cảnh tượng này chấn động bốn phương, rất nhiều đại giáo ở Tội Châu nhìn thấy trước tiên. Sao có thể có phù văn tội huyết mạnh mẽ như thế? Chưa bao giờ có chùm sáng đâm thủng bầu trời. Các nơi kinh ngạc hô lên, kết thúc tập này ở đây. Mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.